Trắng ơi, đâu rồi? Ô, đây rồi. Sao buổi chiều vừa đi muộn thế nhỉ? Sao buổi chiều đi muộn thế? Ôi, xin phép, tôi làm lấy dứa. Mà sáng nay đi lấy dứa rất là mệt, nên là tôi còn về ăn sáng nữa, xong rồi mới lấy dứa ra. Thế một chút, chúc em. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các đại biểu khách quý, tôi toàn thể hội thi trong ngày hôm nay, nhà đông đô thành ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được thay mặt toàn đội thi sáng phương nhà kính chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể hội thi, đội mừng nhà của tôi hôm nay cùng có 5 thành viên. Tôi là A Giàng, đội trưởng. Tôi Lầu Thị Mái, là thành viên. Tôi khá đó là thành viên. Tôi xin thề luôn thành viên. Tôi và A Tỷ là thành viên. Sau đây tôi thay mặt cho đội để giới thiệu qua một chút về vùng đất và con người, văn hóa xã hội của xã Mường Nhà. Xã Mường Nhà là một xã vùng biên giới, là xã vùng ngoài của huyện Điện Biên, nằm cách huyện Điện Biên 42 km về hướng tây nam, có hướng đông giáp với xã Bình Giàng và xã Phú Hồng, có hướng nam giáp với xã Phú Luông, có hướng đông và có hướng bắc giáp với xã Na Tông, và có hướng tây giáp với nước bạn Lào. Và xã Mường Nhà có tổng diện tích 15.882 ha. Xã Mường Nhà có 12 thôn thôn bản và 895 hộ, 4.975 khẩu, trong đó có 12 chi hội nông dân và 857 hội viên. Về xã Mường Nhà có 6 dân tộc anh em, bao gồm Thái, Mông, Kinh, Cơ Mú, Lào, Tày. 6 dân tộc đều có một, mỗi dân tộc đều có một văn hóa và nét sống riêng. Vâng, vừa từ năm 2021, xã Mường Nhà cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với đó là có 3 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Trên 90% số dân là sản xuất nông nghiệp, cây lúa cây trồng chính là lúa, ngô, sắn. Ngoài ra ở xã Mường Nhà còn phát triển cây dứa, cây tỏi và cây cam.